Hôm nay tôi sẽ là Kỳ Lân và có được tất cả những bộ áo giáp của loài chúng tôi. Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Giờ thì mời các bạn cùng theo dõi. Vâng, khi thở ban đầu thì ai cũng vô cùng yếu đuối gà mờ. Và tôi cũng vậy. Vừa mới bắt đầu thôi thì tôi đã là một chú Kỳ Lân non nớt vừa mới lớn. Và loài của chúng tôi được mệnh danh là một trong những tứ linh. Để đạt được danh hiệu đó, tổ tiên tôi đã chiến đấu hết mình. Đến khi họ chết, họ đã để lại những bộ áo giáp cực kỳ mạnh mẽ cho con cháu của mình. Kìa kìa, phía trước các bạn đó, đó là những bộ áo giáp mà tôi đang nhắc tới. Có cả giáp nước, giáp độc, giáp đất đá, giáp lửa, giáp ánh sáng và giáp thần thoại Chaos nữa. Wow! Tuy nhiên, muốn mặc được mỗi bộ áo giáp này vào người thì tôi phải có mức độ kinh nghiệm tương ứng. Thôi, chết cha rồi, tôi chỉ có một kinh nghiệm thôi. Đó là kinh nghiệm ăn, ngủ với lại ị. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại trong số bộ áo giáp thì tôi thấy được có một bộ chỉ cần một kinh nghiệm là tôi có thể mang được vào, là bộ giáp Kỳ Lân nước, cũng rất là đẹp các bạn à. Lúc này người của tôi trở nên đen tuyền và trong cơ thể của tôi chảy ra rất nhiều nước. Wow, thiệt là lạ và đá con mắt. Lúc này tôi nhanh chóng đi ra thế giới bên ngoài để tiếp tục thu thập kinh nghiệm sống. Thì bỗng dưng tôi nghe tiếng khóc của những sinh vật nhỏ bé. Hả? Đằng kia kìa, là những con cừu baby. Trời đất ơi, nhìn bọn chúng, sao tôi thèm thịt cừu BBQ thế này. Thôi chết, không được. Tôi phải giúp đỡ muôn loài khác, đặc biệt là lũ nhỏ bé này, để thu thập kinh nghiệm sống mới được. Tôi cũng đã tiến lại gần và hỏi bọn chúng có chuyện gì. Thì bọn chúng bảo rằng bọn chúng bị lạc mẹ, bọn chúng đã đi tìm khắp mọi nơi nhưng không thấy, mệt quá nên đứng đây khóc lóc. Trời đất ơi, thiệt là tội. Được rồi, tôi đã nhận lời giúp đỡ bọn chúng, giúp bọn chúng đi tìm mẹ. Tôi chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy, cho đến khi tôi ngửi có một cái mùi gì đó rất nồng nặc hơn lũ cừu con này rất nhiều. Hả? Tôi cũng đã đánh hơi và di chuyển theo cái mùi đó. Thật không ngờ mẹ bọn chúng ở đằng kia. Thật may mắn, cuối cùng thì gia đình của họ cũng đã đoàn tụ lẫn nhau. Lúc này mẹ cừu không có gì đền đáp với tôi, bà ấy định lấy thân mình để bù đắp cho tôi. Quỷ thần thiên địa ơi, tôi không có thích lái máy bay bà già với yêu mẹ đơn thân đâu. Thôi, tôi chuồn đây. Sau đó thì tôi cũng đã được thêm 100 kinh nghiệm sống. Hay lắm. Vậy thì tôi sẽ quay về lại shop của Kỳ Lân để coi có bộ áo giáp nào đủ điểm kinh nghiệm tôi mặc vào nữa hay không. Với 100 điểm kinh nghiệm thì tôi có thể mang thêm một bộ áo giáp mới nữa là Kỳ Lân đồng. Wow, nó không hề thua kém, thậm chí còn đẹp hơn bộ áo giáp Kỳ Lân nước nữa. Quá đã, quá sướng. Tôi lại tiếp tục ra thế giới bên ngoài để thu thập kinh nghiệm. Thì lúc này tôi nghe thấy tiếng la hét vô cùng thảm thiết. Hình như phía trước có chuyện thì phải. Thì ra là một con khỉ tinh tinh to lớn đã đi lạc vào hang ổ của lũ nhện khổng lồ và bị lũ nhện đó giằng tờ chích độc định xé xác. Nó gào thét, tôi nhìn thấy nó rừng rừng nước mắt và không thể nào đứng nhìn. Tôi đã lao vào cứu chú khỉ khổng lồ đó. Lũ nhện thấy một sinh vật lạ như tôi phá đám, bọn chúng đã điên tiết phun độc và giăng tờ nhện vào người của tôi. Cũng may cơ thể tôi toàn là giáp độc không à, nên cũng đã kháng độc của lũ nhện này. Nếu không thì tôi sẽ thành món thứ hai của bọn chúng mất. Sau đó thì tôi cũng đã diệt sạch lũ nhện, giúp chú khỉ kia thoát nạn. Nó cảm ơn tôi ríu rít, nhưng mặt của nó vẫn rất buồn và khóc khúc khích, bảo với tôi rằng mấy ngày nay vợ nó mất tích, nó đi tìm thì bị lạc tới đây. Kết quả bây giờ nó đã trúng độc nặng, không thể tiếp tục đi tìm vợ. Nó nhờ tôi giúp đỡ thì hãy giúp cho chó. Tất nhiên là tôi định từ chối rồi, nhưng lúc này nó bảo hãy giúp nó tìm vợ nó về đây, nó sẽ cho tôi nhiều vàng bạc châu báu. Trời đất ơi, nghe thấy thế hai con mắt tôi sáng lên liền. Thôi, được rồi, tôi sẽ giúp nó tìm vợ. Đồng thời lúc này tôi đã nhận thêm 1000 điểm kinh nghiệm sống. Wow, vậy thì nhanh chóng quay về thế giới Kỳ Lân, mặc một bộ áo giáp mới nữa thôi. Bộ giáp mới lần này có vẻ như là Kỳ Lân núi, hay còn gọi là Kỳ Lân đá đó. Wow, trông nó không có sặc sỡ, đẹp giống như hai con Kỳ Lân trước, nhưng chắc chắn sức mạnh của nó sẽ không hề đơn giản.
Thôi được rồi, nhanh chóng quay lại khu rừng lúc nãy, đi tìm con khỉ Tinh Tinh cái cho con khỉ Tinh Tinh đực kia thôi. Đang đi thì đột nhiên tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện vô cùng khiếm nhã. Nào là em sẽ bỏ chồng em sẽ đẻ cho anh 100 đứa con, hay lại đây với em đi. Ôi trời đất ơi, sinh vật gì mà sao tục tiểu thế này. Quỷ thần thiên địa ơi, đúng là hai kẻ biến thái khác loài mà muốn ăn ở với nhau à. Khoa, con khỉ Tinh Tinh cái, không lẽ nó là vợ của con khỉ Tinh Tinh đực? Tôi cũng nhanh chóng tới hỏi chuyện rõ ràng, và đúng sự thật là như vậy các bạn à. Thật không ngờ thì ra con khỉ Tinh Tinh cái này bỏ chồng đi theo trai. Tôi khuyên nó quay về với khỉ Tinh Tinh đực, nhưng nó từ chối thẳng thừng. Đã vậy, con sư tử đầu chim kia nhìn thấy tôi đang phá đám bọn chúng định thăng mặt tò tí tìm với nhau, liên tức giận tấn công muốn giết chết tôi. Đáng cát, chúng mày đụng ổ kiến lửa rồi. Chúng mày đúng là đôi dân phu dân phụ. Vậy thì ta không khách sáo nữa, ta sẽ thay mặt chú khỉ Tinh Tinh tốt bụng đực kia cho chúng mày một bài học. Thứ sư tử đầu chim bay lên cao, dùng cái đuôi bò cạp đầy nọc độc chích vào người của tôi. Cũng may nhờ lớp giáp núi đất đá vô cùng cứng, khiến cho độc của hắn không thể nào truyền vào trong người của tôi. Và kết quả ngược lại, còn bị tôi phun lửa thiêu rụi tới chết. Tôi cũng đem tất cả toàn bộ chuyện này quay về kể cho chú khỉ Tinh Tinh đực kia nghe. Nó rất buồn, nó khóc rất nhiều. Sau đó nó định cho tôi nhiều vàng bạc châu báu của nó như đã hứa. Tuy nhiên tôi không nhận. Tôi bảo hãy cầm số vàng bạc này kiếm một em khỉ cái xinh đẹp, sexy, ngực bự mông to hơn nữa đi. Đừng có buồn chuyện quá khứ. Mời đẻ, mời đẻ. Bắt vô, tôi chẳng được gì từ chú khỉ này, nhưng ông trời lại cho tôi 10.000 điểm kinh nghiệm. Quỷ thần thiên địa ơi, quá sướng, quá đã. Quay về thế giới kỳ lân và mặc bộ áo giáp mới nè. Trời đất ơi, đẹp quá, đã quá, sướng con mắt quá đi. Với 10.000 điểm kinh nghiệm, cuối cùng tôi đã có được bộ giáp kỳ lân lửa truyền thiết. Wow. Nhưng khoan, lúc này tôi di chuyển ra phía gần bờ biển thì phát hiện được rất nhiều con cá mập Megalodon đang bị chết và hấp hối. Bọn chúng rất đau đớn, dường như bọn chúng gặp chuyện gì bất ổn. Thôi, được rồi, tôi phải ra tay giúp đỡ bọn chúng để tiếp tục thu thập kinh nghiệm. Tôi hỏi bọn chúng có chuyện gì thì chúng bảo rằng tự dưng dưới đáy biển của bọn chúng sinh sống xuất hiện những cái hố đen quái dị. Bên trong hố đen đó, ở đâu chui ra những con cá voi kỳ quái phát sáng, tấn công xé xác bọn chúng. Nghe tới đây, tôi cảm thấy rất hoang mang, sao trên đời lại có những cái chuyện kỳ lạ đến như vậy. Nhưng khoan, ở dưới nước tôi là kỳ lân lửa thì làm sao xuống được. Nhưng trong tình huống vô cùng cấp bách như thế này, tôi bắt buộc phải xuống để xem có thật hư như thế nào. Kết quả khi xuống dưới nước, lửa của tôi không bị tắt các bạn à. Và đúng như những gì những con cá mập sắp chết kia đã nói, đúng thật sự là có những con cá voi phát sáng kỳ quái ở dưới đây. Dường như bọn chúng đã xé xác ăn thịt rất nhiều động vật, bụng bọn chúng no đến mức độ bọn chúng không bơi nổi. Tận dụng cơ hội này, tôi càng quét và giết sạch bọn chúng. Sau đó thì tôi đã thu thập một lượng kinh nghiệm khổng lồ sau khi giết được mỗi con. Wow, cả 100.000 kinh nghiệm các bạn à. Quá sướng, quá đã. Sau đó thì các bạn biết tôi làm gì rồi đúng không? Vâng, tôi cũng đã có được một bộ áo giáp mới kỳ lân ánh sáng. Quá nhức nách, quá đã. Nhưng khoa, phía trước tại sao lại xuất hiện những cái hố đen thế kia? Hả? Đúng rồi, lũ cá mập từng nhắc tới những cái hố đen này. Chết tiệt, lại từ trong những cái hố đen đó chui ra những thứ quái vật kỳ quái gì nữa kia. Bọn chúng còn tàn sát và bắt những sinh vật vô tội khác ăn thịt nữa kia. Vậy thì tôi sẽ tới đó ngăn chặn bọn chúng. Đến tận bây giờ tôi cũng không biết lũ khốn kiếp này và lũ cá voi phát sáng dưới biển lúc nãy mà tôi giết có liên quan gì tới nhau hay không. Nếu có thì rốt cuộc bọn chúng đến từ đâu? Tại sao bọn chúng có thể xuyên không gian và tới nơi này định làm loạn nơi này chứ? Quá nhiều thắc mắc được đặt ra. Nhưng khi tôi giết mỗi con quái vật như thế này thì tôi được thu thập kinh nghiệm không ít. Kết quả tôi đã tiêu diệt cả một bầy. Lần này tôi nhận được một số lượng kinh nghiệm cực kỳ khủng khiếp, cả 1.000.000 kinh nghiệm đó các bạn à. Wow, dư sức mua được cái hình dạng giáp kỳ lân thần thọ cây ớt cuối cùng rồi. Mang bộ áo giáp này, tôi nhanh chóng chạy khắp nơi để khoe khoang.
thì đột nhiên trước mặt của tôi lại xuất hiện thêm một cái lỗ hổng không gian nữa. Lúc này từ trong lỗ hổng đó bước ra một con sói phát sáng. Chết tiệt, không lẽ lại là bọn chúng nữa? Và đúng như vậy các bạn à, con sói này thậm chí còn biết nói nữa kìa. Nó bảo tôi rất mạnh, đã giết rất nhiều thuộc hạ của nó, còn khuyên tôi gia nhập với nó cùng thống trị cả vũ trụ này. Thì ra bọn chúng là thế lực ngoài không gian. Không ngờ bọn chúng lại có sức mạnh xuyên không tới những vũ trụ xinh đẹp như thế này định phá hoại. Không những tôi không đồng ý với nó, mà tôi còn muốn tiêu diệt nó, tiêu diệt thứ thủ lĩnh của bọn độc ác xấu xa kia. Một cuộc chiến kinh hoàng đã diễn ra. Nó rất mạnh, thứ ánh sáng giúp nó có thể né mọi đòn tấn công của tôi. Nhưng với bộ giáp kỳ lân khay ốp thần thoại này sẵn sát khắp mọi nơi, và cuối cùng tôi đã đánh bại nó, đánh cho nó tan xác hoàn toàn, bảo vệ được hành tinh này.